trải nghiệm cho mọi người, em được trải nghiệm không gian văn hóa của người thổ của Việt Nam. Đấy là cái điều mà nó dân ca dân vũ của người thổ, của làng Lũng của người Việt Nam. Một ngày hồi xuân, một hồi Tết của người đồng bào người Lời và rất là tuyệt vời. Xin giới thiệu với mọi người khi về với Nghệ An, thì ngoài những cái đồi hoa bát ngát, những khu du lịch tuyệt đẹp, thì có cái văn hóa dân ca dân vũ rất là độc đáo, rất đặc sắc. Bây giờ có thể được xem. Và bây giờ thì Lửa Trại Rượu Cần sẽ tiếp tục cái chương trình để cho chúng ta có